môi trường mà tốt thì con người nếu như mà tương hợp ở trên đó thì được nhiều sự tốt lành hơn. Còn nếu như mà nó không tốt thì chúng ta không nên lựa chọn. Nên là tôi là tôi ưu tiên cái tiêu chí vượng, sau đó thì tôi mới ưu tiên đến cái tiêu chí vượng. Sau khi tiêu chí vượng hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ đến cái tiêu chí thứ hai là cái tiêu chí về hợp. Nên là nhất vị ở đây là trước khi được vị trí đắc khí, sau thì mới nói đến vị trí hợp hướng. Thì ở trong phong thủy thiết kế dương cơ người ta cũng gọi là nhất vị nhị hướng, nhưng ở đây là trong phong thủy khi mà khảo sát trạch đất thì vị ở đây là cái vị trí của cái trạch đất trong khu vực đó, vị trí của cái trạch đất trong cái thế đất đó. Sau đó người ta mới nói đến hướng, cái bố cục hình thế của cả không gian, của cả cái không gian, nó là cái thứ quan trọng nhất. Sau đó chúng ta nói đến quy luật vận hành, sau đó chúng ta mới nói đến cái thời thế, sau đó chúng ta mới nói đến cái địa bàn của nơi chúng ta cư trú, sau đó chúng ta mới nói đến nhu cầu của chúng ta. Cho nên là trời lớn, đất lớn, con người cũng lớn, nhưng mà vẫn phải tuân theo một quy luật tất biến, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đấy là nguyên tắc của phong thủy.